Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nói về cái pháp cũng có thể gọi là pháp vô sanh. Tức là trong cái chủ đề này là thấy cái không sanh diệt là giải thoát. Nhưng mà chúng ta làm sao để mà thấy ừ, để ở đây nó thấy thì nó giải thoát. Nhưng mà cái thấy như thế nào? Thật sự là thường thường chúng ta thấy cái gì đó là nó có một cái đối tượng ở bên ngoài thì chúng ta mới gọi là thấy. Ừ hoặc là nhiều khi ngay cả khi mà chúng ta nhắm mắt thì cái đối tượng đó là không thấy tức là tối nhưng mà chúng ta không nói không thấy nhưng mà chúng ta nói thấy tối thì nó cũng là thấy hoặc là không có gì họ thấy gì không thì mình nói thấy không hoặc không thấy không thấy tức là cũng là thấy không thấy không có gì nhưng mà cái không đó thực sự là chúng ta không có thấy nhưng mà chúng ta lại nói là không tức là trong khi chúng ta nói đó nó có ý nghĩa là mình để nó không giống với cái có thấy tức là ở đây là không thấy không thấy là thật sự không thấy đó cho nên chúng ta nói là thấy không thấy cái không nhưng mà làm sao để chúng ta biết cái cái thấy nó ở cái cái ranh giới như thế nào? Bởi vì cái thấy là ví dụ như bây giờ mình lấy con mắt mình nhìn thì mình bị những cái tướng phía trước á. Những cái hình ảnh hay là những cái, cái 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 hình tượng hoặc là người hoặc là đồ vật hay gì đó nó làm cái đối tượng của cái mắt à. thì chúng ta thấy nhưng mà chúng ta bị cái trong tâm chúng ta thường thường là chúng ta nghĩ thấy à. thì cái thấy đó nó nó rõ rệt và chúng ta mới có cái biết là thấy à. ví dụ như bây giờ chúng ta chưa có cái ý nghĩ chưa có cái biết nó giống như một đứa bé mà mới sanh ra đó nó dòm nó nhìn thấy nó chưa có ý nghĩ là thấy hay là không thấy ừ. vì vì thế cho nên nhưng mà cái thấy đó đó là cái cũng như cái hình mà rọi vào trong cái gương thì thì cái hình đó nó 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 vào trong cái gương mình gọi là thấy ừ. nhưng mà nếu cái gương đó nó vô tâm nó không có ý nghĩ gì hết thì cái thấy với không thấy đó nó là không nhưng mà ở trong cái gương nó vô tri thì mình gọi là nó không biết ừ nhưng mà con người nó nó bỏ cái biết và cái không biết đó nó cũng thấy. Ví dụ mình nhìn mình mình không biết đó là cái gì hay là không cái gì nhưng mà tự nhiên nó là cái thấy. Cho nên đó là cái tướng, cái tướng đối lại với cái cái nhãn giới hoặc là cái 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 sắc giới. Nó đối lại với cái nhãn giới thì tự nhiên nó hiện ra cái hình thấy. Đây gọi là thấy. Nhưng mà ở đây mình cũng nói nhiều lần rồi Thường nói là Nếu mình thấy cái thấy đó Nó cũng như là thấy được cái không thấy Thấy cái thấy là bây giờ mình nhìn qua khoảng không này Mình nói không thấy gì cả Nhưng mà tuyệt đối trong đầu mình Mình đừng có nói không Hay là đừng có nói thấy Mình không sanh cái tưởng tri cái, cái biết của tư tưởng mà mình mình thấy thì cái thấy nó nó có hai cách một là cái nó cái gì mà mình biết đó thì mình nói nó thấy ừ. còn hoặc là cái không biết thì mình nói không thấy nhưng mà có khi mình thấy đó mà mình không có nói tên hay là không có ý thức thế cả thì cái thấy nó có cái thấy nhưng mà nó không có cái biết thấy cái thấy mà nó không có cái biết thấy hay là cái biết không thấy đó thì cái thấy đó nó là tự nhiên nó là thiên nhiên ừ. bởi vì khi mình thấy một cái gì đó thì cái đó nó có cái tướng thấy nó có cái hoặc là nó có cái tên để mình nói diễn nói ra cái tướng đó à. thì trong khi mình nói thấy cái gì mình thấy à, À, một cái không gian thấy đồ vật rồi mình thấy hoặc là thấy về ngoài cái dòng sông đang trải biển hay là thấy trên mây thì tất cả các tướng đó nó đến rồi nó đi ví dụ mây nó nó bay qua rồi nó là hiện trong cái khoảng trời xanh cho mình thấy mà mình thấy là không có gì không có gì hết cả đó. cũng như đồ vật á dù mình nói không nói thì thật sự nó cũng là chính nó thôi còn cái thấy mình á dù mình nói thấy hay mình không thấy thì nó vẫn thấy ví dụ đồ vật đó nó lấy cái đi chỗ khác thì trong cái chỗ cái khoảng trống nó không có gì cả trước mắt mình thì mình vẫn thấy mình thấy khoảng trống nhưng mà mình bị cái thấy mình bị 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 cái ý thức về cái thấy nếu mình muốn nhìn một sự vật nào đó mà sự vật nó đi qua mắt rồi thì mình nói không thấy vì mình muốn nhìn một cái hình gì ở trên không gian đó rồi ví dụ người ta thấy một cái hình gì đó ở trên mây rồi người ta xúm nhau coi nhưng mà cái người chạy tới sau đó, thì cái hình đó nó tan mất rồi thì người ta lại không thấy người ta nói tôi không thấy Vậy yeah thực sự là không có hình đó thì nó có hình khác hình bằng mây khác hoặc nó thấy trời xanh hoặc nó thấy cái gì đó ở trên nhưng mà mình muốn tìm cái 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 được cái, cái tướng mà mình để mình thấy mọi người nói đó thì cái tướng nó đi qua rồi nghĩa là mình thấy một cái gì đó nó có tướng là tướng nó đi qua rồi mà cái tướng thấy đó nó hoặc là nó hình dạng màu sắc hay là nó có một cái gì đó. Còn nếu không có dễ thì mình nói không thấy. Thì cái này gọi là thấy có hay là thấy không? Có thấy hay không thấy? Còn ở đây mình muốn nói là mình nói về cái tính thấy, tức là có cũng thấy, không cũng thấy mà có hình đang trắng hay là nó màu sắc bông hoa hay là cái gì sai khác nhưng mà cũng một con mắt đó mình thấy. À. Thì bây giờ mình muốn muốn nhận cái gì mà thật sự cái chủ thể do mình chủ động ra đó thì mình đừng có nói là mình thấy hay không thấy. Nhưng mà mình ví dụ bây giờ mình, mình nhắm mắt lại nhắm mắt, ví dụ như mình mới nhìn ở trong bóng đèn hay là trong trời sáng mình nhắm mắt thì nó có những cái tướng ở bên ngoài, cái hình bên ngoài, cái hình đồ vật hay là cái hình gì đó hoặc là hình người. Thì mình nhắm mắt là nó có cái dạng thoáng thoáng ở trong người mình. À hoặc là mình nhìn trên chỗ mặt trời, chỗ sáng không, rồi mình nhắm mắt thì mình thấy hoặc là mình lấy tay mình bụm lại thì cái, cái ánh sáng nó qua cái tay mình đó nó thấy đỏ rực hay là màu hồng à. có khi nó không có cái nó biết mình nhắm mắt mình vẫn thấy à. cho nên cái cái thấy đó thực sự nó từ cái tính thấy bên trong chứ không phải là bên ngoài ừ. nhưng mà ở đây mình muốn nói là là giữa cái 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 chưa thấy và cái thấy rồi 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 cái cái không thấy cái không thấy không phải là không có đồ vật mà mình không thấy mà mình thấy cái chỗ không thấy đó cái chỗ không thấy đó nói về tướng trạng ấy, thì là mình từ cái hư không nó không có gì thấy trong hư không ấy trong hư không nó không có gì thấy đó đó là cái bình thường con mắt còn có khi ở trong hư không mà mình vẫn không thấy à, ví dụ mình không nghĩ tới mình đi mình không nhìn này kia thì mình cũng không có thể thấy hư không mà thấy gì cái gì nó đến qua mình rồi nó đi qua rồi mình không có nghĩ không có nhớ không có ghi tự con mắt nó không không thấy có cần gì chú ý nó không chú ý cho nên nó không có ghi hình lại ở trong cái tâm mình trong cái đầu mình cho mình nó không thấy nhưng mà nó có một cái chỗ không thấy cái chỗ không thấy dù mình đương thấy nó cũng không thấy thì cái thấy đó thật sự nó rất khó mà nó rất hiếm hoi để mà mình có cái nhìn đó nhìn để mà thấy cái đó ở đây tức là mình nói về thấy tánh bởi vì thấy tánh tức là thấy cái tánh thấy tức có thể nó hơi khó nhưng mà tức là tự tánh thấy nó thấy tánh mà tự cái thấy nó thấy cái không thấy cái không thấy không phải là không nhưng mà nó không có cái tướng để nói được cái tướng không thì nó có không còn cái tướng có thì nó nó có nó có thì nó nó thuộc về hình tướng hình lượng rồi có màu sắc có khối lượng hình lượng đó là mình mình thấy có nhắm mắt hay mở mắt mình đều có thể thấy như vậy nhưng mà cái không á lại là nó không thấy nhưng mà cái cái cái, cái tâm không á cái tâm của mình á nếu mình cố uh, kêu bằng theo dõi quán tưởng hay là truy tầm ra thì mình sẽ thấy bởi vì từ cái thấy của cái kế mà không có tướng thì tất cả cái tướng khác nó mới hiện ra trong cái thấy đó ừ. mà nó hiện ra không phải là nó hiện trong không gian nó hiện trong qua cái tâm mình cái đầu mình đó. Ừ. cũng như bây giờ mình nhắm mắt là mình không thấy gì nhưng mà mình nghĩ tưởng một cái gì đó nghĩ tưởng một người thân hay là một cái gì mình thích đó, thì lần lần nó sẽ hiện ra thì mình thấy từ trong cái khâm có tướng mà nó hiện ra cái tướng nó hiện ra rồi một hồi nó biến mất mình không thấy được đó bởi vì thật sự thì nó nói theo thông thường thì hơi khó đó <laughs> nhưng mà nếu mình thấy đó thì cái giá trị của cái thấy đó nó lớn hơn bởi mình thấy suốt năm suốt tháng suốt đời đi nữa không bằng một lần mà mình thấy cái chỗ đó. Bởi vì sao thấy cái chỗ đó thì mình thấy tất cả những cái thấy khác đó nó nó không có thật. Còn cái thấy này nó mới có thật. Cái thấy mà nó có nó gọi là thấy được cái vô tướng nó có thật. Cho nên người ta khó mà nó diễn tả cái đó khó mà đưa cái đó thành ra pháp tu cho nên người ta bảo mình là phải quán trong giáo lý ở trong đạo các vị thầy bảo mình phải quán gọi là quán cái tính không à. nếu khi nào mình thấy cái tính không thì tức là mình, mình mình không có tính tức là không có tâm không có thấy không gì cả thì mình thành ra cái cái chỗ đó nó không bị dính dấp nó không bị ràng buộc À, nó không có cái gì sanh diệt đến để gì cả ừ. Nếu mình thấy được cái đó Mà cái đó nó duy trì khi mình bỏ sát thân này Thì nó Cái tâm cái đó gọi là cái tâm nó thoát ra Thì mình không có Có bị đi đầu thai dính dấp Mà cái đó nó ở trong thân Thì nó là cái thấy ra bên ngoài này kia Nhưng mà khi nó ra bên ngoài Thì nó đồng với tất cả không gian Nó đồng với tất cả chúng sanh nếu nó có nghiệp ấy, thì nó thành ra một một cái gì đó thành ra thần hay là quỷ hay là gì đó nhưng mà nó nó bởi vì nó vô hình cho nên nó có thể thấy một cách khác hơn hơn con mắt thịt của mình à, à. còn còn cái thấy mà mình muốn nói ở đây đó là mình làm sao để thấy cái, cái tướng thật trước khi mà tất cả các hình dạng nó sinh ra à, ở bên trong hoặc là ở bên ngoài thì mình phải phải thấy cái đó, đó. À. cho nên muốn muốn biết cái đó tôi thì tôi tôi nói lại cái cái bài mà chứng đạo của ngài quyền giác nó phải bởi vì nếu mình hiểu được thì thực sự là nó không cần cái giáo lý gì hết không không cần ai nói mình ấy bởi vì cái đó là mỗi người thấy giải thoát dù mình không thấy thì thực sự là mình mình không thể nói được mà mình cũng không thể biết được mà cũng không thể tin được mà mình phải tin cái gì nó vào căn và trần mắt thấy tai nghe này kia nó rõ ràng mình thấy còn cái thấy đó nó gọi là thấy tánh ừ. thì ở đây nó có cái bài gọi là chứng độ ca đó tức là trước hết là dứt học vô vi dứt học tức là dứt tất cả những cái tư tưởng mà mình không có tức là những cái ý nghĩ tư tưởng nghĩa là không học không biết không gì hết cả nhưng mà ở đây không phải là dấu không phải là học để không học để mà mình không cần biết là dấu nhưng mà cái không học này là tự nhiên mình dứt cái, cái, cái vọng tưởng dứt cái nghĩ nhớ của mình á. Dứt, cái, dứt cái tâm nghĩ tâm nhớ cái tâm sinh diệt mình, mình dứt nhưng mà mình dứt như vậy thật sự mình cũng tập một cái trình độ để dứt tức là mình phải xoay bên trong thường thường mình thấy À, dù không thấy nhưng mà mình biết mình không vui, mình có buồn, là mình yên lặng mình nghe cái trạng thái buồn đó, rồi cái buồn nó hồi nó đi qua đâu mất, thì mình biết cái buồn không có, rồi mình có cái nữa cái vui gì đó, rồi một hồi rồi cái vui nó cũng mất, rồi hoặc là mình có cái cảm giác về tình cảm, về tình thương, nhưng mà một lúc nào rồi mình thấy tình thương nó cũng qua đi, nghĩa là đại khái là buồn, vui, thương, ghét hay là một cái tâm trạng nào đó bởi vì tâm trạng này nó không nhất thiết là phải có tướng nhưng mà hệ có cái tâm trạng thì nó giống như nó không cần cái tướng bên ngoài bởi vì nó sống là sống với chính cái tâm trạng đó tâm trạng thân thương ghét yêu buồn giận đó ừ. hoặc là nó có cái đó còn nếu không có gì đó thì thực sự nó ngơ ngác nó cảm thấy giống như mình lạc lẫm vào một cái gì mà mình không biết được cho nên con người nó nói là cũng giống như một cái thâm cung khó lường khó biết một cái hoang sâu khó dò ừ. dứt học vô vi nhàn đạo nhân không trừ vọng tưởng chẳng cầu chăng nghĩa là vọng tưởng bởi vì cái vọng tưởng mình không trừ cũng không sanh không diệt nhưng mà cái này là tự nhiên giả ti nó đến tự mình nói nói vọng chứ nó là một cái tướng nào đó hoặc là bàn âm thanh của mình ở bên trong lòng mình hoặc là một cái tướng mơ hồ cũng giống như mình nghĩ nhớ tưởng tượng đó nhưng mà mình đừng có lý sự vậy cả nó đấy mình quan không quan trọng nó thì tự nhiên nó nó đi thôi và khi nó đi rồi thì nó thoáng qua rồi thì mình mình thấy không có cái đó cũng như do giống như mình có một người nào làm mình phiền não, mình giận hờn thì mình thấy cái tướng đó nó rõ ràng người đó đứng trước mặt mình hay không đứng trước mặt, mình mình cũng thấy như thật. Nhưng mà một hồi rồi nó hết đi nó qua đi, rồi người đó cũng đi đâu mất. Rồi cái tâm của mình hồi nó cũng quay đi nó vui vẻ. Giật là mình đi xuống sông mình tắm, hoặc mình đi leo trên đồi chơi rồi hồi mình quen đi nếu mình để ý thì mình thấy những có những cái tướng khác nó hiện ra, Có cái tướng hồi nãy cái tướng mà cái người ghét hay là cái gì đó hồi nãy nó đâu mất không có bây giờ nó không có nữa, đó là mình kinh nghiệm bằng cái tính chất thô thiển ở trong cái dạng thức của mình, rồi nếu mình theo dõi mình theo dõi với cái tâm của mình đó, thì lần lần mình thấy tất cả cái tướng trạng trong tâm mình, lần lần nó nó bay hết. Nếu nó có nhiều cái tướng trạng như vậy á thì tâm mình nó có cái suy nghĩ, nó có nghĩ ngợi về cái đó. Cũng như có một người nào đó thì mình nghĩ về người đó, hay là mình nghĩ về người đó thì cái hình ảnh của người đó nó hiện ra trong lòng mình. Cũng giống như mình nói mình nghĩ tới một cái đồ ăn, như mình nghĩ tới một cái trái xoài hay là một trái bứa, một trái chua đó thì tự nhiên mình chảy nước miếng và cái cái tướng đó nó cũng đang có trong người mình nó có trong đó nó mới động có cái dây thần kinh nó nó mới sanh ra cái cái nước bọt mới sanh mới, mới ra cái thềm Người cho gọi là xúc thanh hương vị thanh hương vị xúc phát xác sắc thanh hương vị xúc phát cái sắc tướng của của đồ vật của món ăn sắc tướng của con người cái xác tướng của bông hoa hay là cái xác của bất cứ cái xác gì nó có xác thành ở bên trong nó có tướng ừ. ví dụ mình một cái bông màu vàng hay là bông màu hầm gì đó thì tự nhiên mình biết cái bông đó trong lòng mình đương muốn cái bông đó mình nói là tôi muốn một cái bông hầm nhưng mà họ đưa đưa một cái cái bông gì khác bông thọ gì thì mình nó không phải tức là trong tâm mình biết cái đó mình có cái đó rồi mình thành mình mới nói không phải ừ. thành cái 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 thấy cái biết của mình nó từ từ ở trong cái không gian nghĩa là không có thấy ở trong lầm mà từ từ nó hiện ra và bây giờ nếu cái nó quen thuộc thì dù mình không không nói không diễn tả bên ngoài mình cũng biết ừ. cũng như một con người thân của mình mình mong đợi con người đó nhưng hồi có một con người nào đi xa tới người ta nói đó đó cái anh đó đến hay cái chị nó đến kia kìa nhưng mà đến gần thì mình biết không phải là bởi cái hình cái người đến đó nó đương dò nó đương đỏ với cái hình bên trong mình đang mong chờ tức là nó hiện cái hình bên trong cái hình bên trong làm cho nên mình thấy cái hình đó mình biết không phải tức là do cái biết cái biết ở bên trong nó thấy cái đó nó đỏ với cái bên ngoài nó không phải nhưng mà cái 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 bên trong của mình nó không thấy tướng nếu mình thường theo dõi mình cũng giống như mình chơi một cái trò tìm cái tướng ở tâm thì mình sẽ thấy ví dụ như bây giờ người ta quán tưởng ta quán tưởng một vị phật hay là đức Bồ Tát Quan Âm thì người ta nhìn cái tượng đó một hồi lâu ta nhắm mắt lại hoặc là khi Chí thành ta đánh lễ một cái tượng rồi ta ngồi yên lặng nhắm mắt thì cái tượng đó nó hiện ra, rồi mình cố gắng mình tưởng tượng thêm, mình quán tưởng, mình làm cho cái hiện nó cần lúc càng rõ ràng rõ ràng, nó thành tựu pháp quán đó, thì thì thực sự là nó rất có nhiều cái 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 lợi lắm, nó nghĩa là có thể mình nếu mình tưởng mình tưởng và mà nó hiện ra cái tướng đó thì mình rất là dễ chứng cái pháp đó mình mình biết cái tướng và vô tướng mình mình biết còn nếu mình biết sau thì mình thấy cái sự sanh diệt cái tưởng đó và cái không có tưởng đó cái hình đó nó hiện ra rồi cái hình đó nó đi đi qua mắt rồi rồi lần lần đó mình thấy cái cái ý nghĩ đó nó đến rồi ý nghĩ đó nó đi nó mất rồi rồi hồi nó đến hồi nó đi tức là bắt đầu mình biết cái tâm nó sanh diệt biết cái tâm nó vô thường và từ cái khi nó sanh ra thì cái gì nó cũng thật còn khi nó không có thì nó không có thật à. dù là lý hay là sự nó cũng hiện ra trong tâm cho nên mình biết cái tâm đó là cái tâm sanh diệt còn khi nào tất cả cái sanh diệt đó cái hình dáng hay là âm thanh sát tướng đó nó tan hết đi cũng giống như trời mà mây nó tan hết đi nó hiện ra một cái khoảng không gian mà xanh biếc vào buổi chiều hay buổi sáng buổi trưa gì đó thì mình không thấy tất cả cái tướng đó ừ. cũng như có những cái đêm trang rằm thì mình chỉ thấy mặt trang thôi mà cái thấy những vì sao xa nó mà, mà mình thấy nó trong suốt à. cái, mình thấy vô trong tâm mình nó cũng vậy nữa có những lúc mình thấy nó nó có những hình dạng à hoặc là mình nhớ tưởng đến một con người hay là một sự vật gì đó thì nó có cái tướng bên trong à. cho đến khi mình có ý nghĩ thì cái ý nghĩ mình cũng biết à. nghĩa là nó cũng có cái tướng của ý nghĩ cái, cái niệm của mình đó nhưng mà lần lần cái ý nghĩ mình nó không còn nữa nó tan hết đi thì lúc đầu mình cũng không rõ ràng nhưng mà bắt đầu mình có cái tánh biết mình không nghĩ nhưng mà mình biết biết cái chuyện đó chuyện đó mình có thể dựng lại mình có thể nhớ lại mình nhớ lại thì thì cái tướng biết đó tức là cái cái ý của mình nó nó nó, nó trụ ở trong cái nghĩ nhớ của mình tức là nó tạo ra cái thời gian của ký ức đó, thì cái tướng đó nó hiện ra thì mình thấy đó nếu mình chơi với cái cái trò mà cũng như tìm kiếm thấy biết trong cái nội giới, nội tâm của mình nó như vậy đó thì tự mình chẳng bao lâu mình nhận biết thật sự cái tâm là gì, cái thức là gì, nghĩa là đại khái nếu mình biết một cái điểm nghĩa là nó nó tồn tại rồi nó biến mất cái không gian mở ra trống rộng đó thì tất cả những cái chi tiết mình sẽ biết hết mình chẳng những biết tướng Rồi mình cũng biết vô số cái loại tâm Ví dụ khi buồn, khi vui, khi thương, khi ghét Khi giận, khi ngờ, nghi Đủ thứ hết cả Mình có thể biết nó Mặc dù những cái, cái 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 tánh tình đó nó không có tướng vậy cả nhưng mà nó không có cái nào giống cái nào cả mình cũng biết đó là một người nó ví dụ nói bình thường thì gọi là thiền gọi là soi tâm ừ. Ừ. cho nên mới nói là tánh thực vô minh tức phật tánh tánh thực vô minh tức là cái cái tánh của tất cả cái tướng trạng hoặc là không tướng trạng bởi vì cái đó nó không sanh ra cái biết hay không biết gì cả tức là bây giờ ví dụ mình nhắm mắt mình thấy tưởng một cái gì đó thì cái đó nó sanh tự như mình đặt nó thôi nếu là nếu mình nhớ lại một hình người thì mình nói à cái cái người này là ai là tên gì còn nếu mình không nhớ thì cái hình đó nó đến và nó đi tất cả sự vật nó không có tên không có tuổi không có hình không có dạng không màu sắc gì từ cái đó là cái tâm mình nhớ lại và mình động tâm thì nó sinh lên à. chứ nó không có thật bởi vì minh là nó sáng còn không còn vô minh thì nó là cái bóng tối không sáng không sáng tức là nó không có ánh sáng tức là trong đó nó không tối cái tối đó nó gồm có cái mà mình không nhận diện mình không biết gì cả còn cái ánh sáng thì nó nó xanh lên nó rõ ràng nó biết nhưng mà không phải là ánh sáng màu hồng màu trắng như là ánh sáng ở bên ngoài cho nên nói đến thiền, tức là nói đến cái sự nhận diện của của cái sự sanh diệt đến đi tâm thức của mình. Chứ nếu không thì làm sao mà mình trở thành huệ được? Bởi vì có có thiền nó định, định thì mình mới thấy nó mà thấy thì nó mới sanh ra cái hiểu biết. Và lần lần cái biết mình nó nó ly tâm, ly tướng, lìa à tướng thì nó sanh gọi là huệ. Mình có trí tuệ cái trí là mình biết cái cái hạn chế cái cái chỗ mà để mà suy nghĩ phân biệt nói năng còn cái huệ là mà cái thấy cái ánh sáng của nó nhưng mà cái tâm của mình nó kỳ diệu mình có thể biết cái chỗ này là trí chỗ này là huệ cái tướng mà nó sanh ra nó, nó 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 phân biệt rõ ràng cái này cái kia là có trí còn cái cái này cứ biết mà tổng thể mà nó không có nhiễm không có dính hay gì ấy à, là nó là cái huệ cái tướng của huệ và cái tính của huệ tướng của huệ thì nó soi tháo những việc gì đó mà nó không có phân giai cấp nó không có, có phân cái hình lượng hay cái gì đó cả à, và ở trong đó thì nó không có nó chỉ cũng giống như cái ánh sáng của một cái, cái đèn sáng mà nó rọi uh -huh. nó, nó vô phân biệt à. Cho nên mới nói là cái tánh thật á vô minh cũng tức là Phật tánh bởi vì nó cái biết nếu mình biết cái đó thì cái đó nó cũng biết còn nếu mình không biết cái đó thì cái đó nó không có tay nó không có biết và mình cũng không có cái biết nhưng mà minh thì thì là mình biết mình thấy mình biết cái minh là cái sáng nhưng mà mình cảnh sáng đó mình rọi trong trong đồ vật thì cái tướng nó hiện ra nếu ánh sáng của mình mà mình rọi trong tâm thì cái vọng tưởng nó hiện ra. Hay là cái cái sự phân biệt không phân biệt. Hay là tất cả cái tâm mình mình có thể rõ ràng. Đó. Cho nên cái, cái 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 mà vô minh đó tức là thực sự nó cũng là Phật tánh. Bởi vì nó cái cái Phật tánh hay là cái cái chân thật nó không có cái tên riêng đâu. Tự mình đạt nó vậy, mình đạt để mình phân phân loại ban đầu thôi. Chứ thực tính cái nguyên chất của nó là không có tên thân không quyển quá đó. tức là không có cái gì hết cả mà mình cái đó mình biết bởi vì không có không có cái đó thì mình không biết và mình cũng không thấy mình không thể đánh giá được nhưng bây giờ nó có đó dù nó không mình mình nó không biết cũng được mà mình nói biết cũng được nếu mình nói biết thì mình có thể diễn tả nó được nhưng mà mình diễn tả đó mình cũng như là mình làm phép phù thủy mình 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 quá nó ra cái hiểu biết biết Chứ còn thật sự nó không có cái gì hết cả Cho nên cái không thân á Thật sự là pháp thân ừ. Nó có hay không cũng không lường được Mà cái pháp thân Pháp thân mà nó nó còn trầm mê thì thì nó không có giác. Ừ. Bởi vì khi cái giác lên thì tất cả các pháp nó đều là Phật pháp, nó đều là cái cái pháp uh, cái pháp tính pháp chuyển cái pháp mà nó hiểu biết còn không thì tất cả Có cái pháp đó nó, nó như là một cái không tên nó mê làm một cái gì đó nó không biết còn khi trong cái biết trong cái biết trong cái sáng nó nhìn tất cả các pháp thì nó an ổn nó, nó không có biện luận nó không có biện thiết nó không có cái biết hay không biết gì Nên nó, nó rất là cũng như mình nói nó vô tư nó thanh tịnh nó hoàn hảo đó. thì cái điều này nó rất là kỳ diệu bởi vì nó không có niệm không có tướng cho nên mình cũng không có phân biệt bởi vì cái pháp thân mà mình dắt rồi thì thì trong tâm mình nó không có niệm mà nếu có niệm thì mình biết có niệm nó cũng bàn với cái không niệm còn nếu không biết thì cái niệm nó là một cái tướng của vọng của mê nhưng mà mình thấy vọng thì cái vọng đó nó thành chân nó không có cái sự thật cho nên pháp thân dắt rồi không một vật vốn nguồn tự tánh thiên chân phật đó là cái nguồn cái nguồn tức là cái suối nguồn nó chảy từ ở trong cái gì mà nó rời phân biệt nó không có gì tức là cái ánh sáng nó không từ đâu đó là cái thiên chân nếu ở trong tướng thì mình thấy tướng còn không tướng thì mình ở trong cái biết Cái biết là không Hoặc là cái biết là có Cho nên lúc đó cái cái trí của mình Nó không có sợ hãi Nó không có sợ lầm Hay là lầm lẫn hay gì Bởi vì nó thấy sao nói đó Nên nó mở ra cũng như khi mà Đêm nó tàn rồi Cái ánh sáng ngày nó hiện lên Đầu ngày nó hiện lên Dù nó thoáng Nghĩa là một cái màu nhẹ nhàng Nghĩa là của ngài cái, cái, nhưng mà nó chưa có sáng hung như là ban ngày cũng như là uh, à, cái là ba bốn giờ khuya trở lên 4 giờ trở lên nó thuộc về ngày về dương rồi Từ tới 5 giờ nó sáng nó nhẹ nhàng nó cũng chưa rời hạn hết bóng tối nhưng mà thật sự mình biết rằng nó không còn tối nữa cái tâm mình nó vậy nó. bên ngoài thì con mắt mình thấy mình biết sau mình có thể nói ra mọi người đều hiểu nhưng mà trong tâm của mình thì chỉ mình hiểu thôi Mọi người nào họ đồng nhau thì họ hiểu. Còn không đồng nhau thì có thể họ hiểu cách khác. Ừ. Cho nên mới nói là pháp thân giấc rồi không một vật. Nó không có chuyện gì hết cả. Không có vật, không có gì hết cả. Ừ. Bởi vì mình nó có thì tôi luôn mình chỉ như cái tướng bên ngoài. Còn cái... Cái, 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 có mà ở bên trong tức hồi xưa nó vọng nó tạo hình tạo âm thanh tạo hình dạng rồi này kia bây giờ nó không có nó không có thì mình nó không cho nên mình nói không chứ không phải là mình thấy không bởi vì nó không có cho nên mình thấy nó không thì cũng có thể còn sai lầm chút chút nhưng mà nó nhưng mình nói không mình không không có còn cái thấy đó nữa trước đó mình thấy sao bây giờ mình không còn cái thấy cho nên mình nói là không mình nói không đó là nó không có cái thấy chứ không phải là mình thấy không hay là nó có tính không hay là cái gì bởi vì cái từ cái tính đó là mình cũng chuyển ra từ một cái gì đó không nói được cho nên mình nói về cái tính chứ cái cái tính thật sự mình không thể so sánh đối chiếu gì được hết cả đó là cái tự tánh thiên chân cái tự tánh thiên chân thì gọi là tánh giác tức là Phật rồi bây giờ mình nhìn cái 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 ngũ ấm đó cũng như là mây nó không có thật năm ấm ẩu hư mây lại qua đó ở trong lòng nghĩa là sắc hay là thọ tưởng hành thức cho nên có lúc mình thấy con người mình nó cũng giống như người quyển giống như quyển ảo giống như là quyển quá hoặc là người mình đi trong bóng tối mà có có rõ ràng cái xác thân cũng giống như mình đi trong ánh trăng nó mơ hồ mờ mịt Ừ. cho nên thường quán cái đó thường nghĩ về cái đó thường đây là sống động ở trong cái cái tính chất của 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 pháp thân có và không sanh và diệt này kia đó tất cả cái chấp bây giờ nó phá hết và nó nó sẽ nó sẽ thấy cái có cái không đó là cái cái tướng ảo ảnh thôi chứ nó không có thật bởi vì nó không có thật là có hay là không bởi vì có mà nó không tây thì mình thấy như thật cũng như không còn không mà mình thấy một cái dạng nó sắc hơn cái có nó khác hơn cái sắc pháp cái màu sắc mình biết đó thì mình mình nói nó không chứ thật sự nó không có tướng không cái tướng không nó khóc. cái không cái không vật lý nó khác cái không hình dạng nó khác mà cái cái không mình nói nó không có gì nó khác rồi cái tánh không nó cũng khác nữa cái tánh không mình nói thật sự nó không có gì nhưng mà nó có biết nó có thật trên những cái này thì thì người ta chỉ có thể nói vui vẻ với những người đồng cảm đồng hành đồng uh, có cái nghiệm thu đó có cái kinh nghiệm đó thôi chứ còn người khác tuyệt đối là không khó khó mà mà, mà xác định được bởi vì cái, mình xác định cái đó là mình xác định trong chính mình thì mình mới biết cái người đó nói có không chứ chứ làm sao mà biết cái đó không cũng như người ta nói cái gì mà mình cho là đúng có là mình đã biết trước rồi dù cái chuyện đó là sự vật đời sống của nhà mình, mình mình chấp nhận là có là đúng tức là cái điều đó nó có thật thì cái trong tâm cái giáo lý cũng vậy cái, cái, cái pháp thân cũng vậy nhưng mà pháp thân thì thì mình nói thật là bởi vì cái biết mình nó vô hình. Chứ thực sự nó không có tướng. Cho nên. Nó... Cho nên cái, cái gọi là năm ấm ảo hư mây lại qua ba độc. Quyển, quyển quạt bọt còn mất. Tức là ba độc tức là thâm sân si. Ừ. Hay là kể cả cái sắc thân của mình. Nó cũng giống như là cái bọt bèo vậy thôi. Nó lên đây như thật sự nó, nó không có gì cả cho nên từ đó mà nói nó vượt nó qua nó 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 không có cái cái tập quán của cái nghiệp sống cái sống vì nghiệp nhưng mà nó cũng vượt qua cái cái tính chắc sợ của của cái không là gì của cái chết đó. cho nên cái người đó họ nói rằng không có chết tức là thấy phải thấy cái chỗ đó rõ ràng bư bư bư, bư có thể nói cái điều đó chứ mình nói mình cũng có lý người ta cũng nói đâu có sanh tử đâu có gì thì ta nói lý nhưng mà cái người nói lý đó Nó có thể hiểu được phần nào Nhưng mà cái người mà thấy rõ ràng Thì họ, họ biết là không có cái chết Ngay ừ. à, cái sống này Người ta thấy nó cũng không có thật sống Nó giống như cái hình ảo Nó giống như một cái gì đó Chứ, chứ nó không có sự sống Cho nên nó giải tán cái sống Nó mất biệt đi cái, cái, cái ý niệm về sống Thì nó cũng mất đi cái ý niệm về chết Bởi vì có cái sống Thì nó mới có cái chết còn nếu bây giờ không có thấy cái chết thì cũng không có thấy cái sống. Bởi vì cái tướng đó là cái tướng lắm lộn của cái, cái một cái tính chất um, ảo ảnh ở, ở trong tâm mình. À. Cho nên ba đọc quyển, quyển hoạt bỏ còn mắt. Chứng thực tướng không nhân pháp. Nó không có cái nhân hay là cái pháp hay cái gì cả. Nó thật sự. Bởi vì lấy đâu cái gì mà làm nhân, lấy gì làm pháp mình nói cái gì đó thì mình nghĩ ra nhưng bây giờ nó không có cái nghĩ nó chỉ có cái biết thôi cái biết đó mà đến lúc này nó sâu trầm nó nó nó, nó tinh vi đó thì nó sẽ thành ra một cái tính chất rõ ràng nó rất là lạ nó gần như là tiên tri vậy đó chứng thực tướng không nhân pháp sát na rũ sạch a tỳ nghiệp tất cả nghiệp nghiệp là gì nghiệp là thói quen Bây giờ mình cảm thấy mình không có thói quen ấy Nhưng mà cái vi tế nó vẫn có à, Ví dụ mình vẫn quen ăn, quen ngủ, quen gì Nó nằm trong cái cái hành trình của cái thân xác nó, nó mở, nó xếp cũng như một cái cái lá Cũng như một cái cái lá cây Ban tối nó xếp, ban ngày nó mở cái tính chất nó vậy Nó phù hợp với một cái gì đó Vật chất, cái không gian hay là hay là tất cả cái âm dương Chứ mà nó thật sự nó gần như là vô tự tính Nó không có thật Cho nên mình giác, mình giác được rồi đó Thì nó gọi là thiền Tức là như lai thiền Tức là cái thiền trở lại như thật Của cái bản lai thanh tịnh Gọi là như lai thiền Và lúc đó tất cả cái 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 gọi lục độ mình sáu độ môn hạnh thải tròn viên đó. tức là uh, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ gì nó cũng đạt được hết cả nhưng mà nó âm thầm nó màu nhiệm chứ nó không phải là hiện ra cái tướng như là tu tập cũng như con người tự nhiên mà mình thấy lòng tham mình nó nhẹ 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 rồi giống nó hỏng thành cái đồ vật mà mình có thể bố thí nó dễ dàng hơn nó suôn sẻ hơn mình tặng vật cho vật rồi nó 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 giảm đi cái cái tiếc núi nó giảm đi cái cảm giác nên là giới hạn bảo thủ nó tự động nó giảm chứ không phải là tập luyện như vậy cả nó. cho nên cái 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 lúc đó thì nó rất là lạ nó cũng như nước vào ban trưa mà một mặt nước ít tự nhiên nó bốc hơi nó, nó nhẹ nhàng nó tan biến hết nó trở thành không nhưng mà mình không có thể thấy được cái cái sự tan biến đó được bởi vì ở trong cái mộng mị trong cái 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 tâm mà bình thường của mình đó thì mình thấy nó đủ hết có thiên đường có địa ngục có nghĩa là từ cái cái mình nghe nói học hành kinh điển hay là này kia nhưng mà thật sự khi mà mình có cái tâm đó Thì mình không thấy gì nữa cả Bây giờ mình họ nói ra thì mình cũng nghe Nhưng mà mình Nó không sanh ra cái cái không Nó không sanh ra cái kiếp Cái chỗ mà để mình tạo hình để thấy Bởi vì ta nói cái gì dù mình không biết nữa Nó vẫn biết Vẫn mình cũng nghĩ là có cái đó Là bởi vì mình phải lấy cái mẫu cũ đó Mình mình hiển lộ ra Hoặc là mình tưởng tượng Hoặc là mình biết nó có còn bây giờ có không nó, nó không thể tưởng tượng ra được Nếu nó có một sự tưởng tượng gì là nó biết liền Cho nên lúc mà còn tu đó Thời kỳ mà nó chưa có đi vào cái thực tại Còn tu đó thì tự nhiên cái cái nó bắt đầu nó thấy được cái sự sanh và diệt ở trong lòng của nó nó thấy từ cái thô ví dụ một hồi mình đương vui rồi tự nhiên mình lại phiền não mình buồn mình thương mình giận rồi này kia đó đó là cái cực thô còn tinh tế hơn á, thì lần lần nó thấy cái ý nghĩ rồi nó rồi qua cái lần cái ý nghĩ đó thì bắt đầu nó thấy niệm nó, nó thấy niệm thấy niệm tức là nó vừa khởi lên cái dạng nó cũng giống như là cái 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 sống cái, cái, tính chất cái, cái, cái sự rung nghe là lai động của trong cái không gian mà nó tạo sống cũng như trưa nắng hôm đó, mình nhìn ở trong nắng mình thấy giống như có sống có sống của nắng cho nên nó, nó, nó tạo thành một ảnh tượng cũng như ví dụ như bây giờ hồi xưa ví dụ như À, mình ngồi vậy, thì nếu cái gì làm cái rầm có thể là mình giật mình rồi sau đó nếu cái tính biết này nó sống luôn thì mình giật mình nhẹ thôi ít thôi chứ không sợ mà, 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 mình không sợ rồi đến mức mà mình thành tựu thật sự rồi thì nó không có sợ nhưng mà nó có cái biết cái biết này lần lần nó nhẹ nó thoáng cho nên cái này nó gọi là chuyển tánh <laughs> cái chuyển chuyển tánh thì ở trong cái uh, Vipassana, cái, nó qua cái 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 thiền thứ ba à. cái cái gút ra bô này cái cái, cái cái từ ở Bali đó tức là cái tâm mình nó thay đổi cái cái cái, cái nó thuộc về nó thay đổi nó biến từ ở trong cái nguyên lý của khái niệm nó chuyển cho nên mình không có cái đó nữa không thấy cái đó nữa à còn cái này là do cái sự giác ngộ do mình học về cái 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 pháp vô tướng mình học về cái viên giáo hay là mình học về kể cả lăng nghiêm kể cả những kinh đại thừa đó nhưng mà mình hiểu được thì nó sẽ có cái cái loại tâm đó bởi vì khi có hiểu đó nó nó rời tướng rồi cái giác là nó rời cả cái hiểu nữa hiểu thì nó phân biệt rồi, rồi cái giấc cái gióc. nó không phải giấc cái gì mà cái giấc cũng như nó sáng lên nó nó không có cái gợn không có cái bóng tối đó nữa. cho nên cái hiểu hay không hiểu rồi này kia từ lần lần nó sáng lên nó nó không còn cái sự phân biệt đó nữa, nữa cho nên gọi là một điểm viên không viên quan sát chẳng xác cái trong cái viên quang cái sự ánh sáng của, của 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 pháp của của ngộ đó thì nó sắc mà không có sắc. Tức là mình nhìn cái sắc này nhưng mà nó là không bởi cái từ này nó khó dịch bởi vì khi mình nói không sắc thì mình tưởng là không có sắc nó Bởi vì sắc ở trong cái sắc đó mà không có cái tâm tưởng. Thành mình thấy cái điều đó nó lạ lùng lắm. Thấy cái đó nó ngoài nó không có cái tưởng cho nên nó không vào trong tâm mình cho nên mình thấy màu xanh trắng vàng đỏ rồi nó không có ngạc nhiên nó nó không có sanh ra một, một cái tâm khắc lạ dễ cả và nó như như thật cho nên lúc bây giờ nó, nó, đầu tiên thì nó không còn nói về cái danh nữa cái tên nữa mà cái cái này nó xảy ra một cách đồng đều của sự vật cũng như mình có thể mình đưa con bác mình nhìn thấy nhưng mà mình không có đọc không đọc tên cái khó nhất á, là cái chữ cái chữ là rất khó không đọc tên còn tất cả có cái tướng sắc mà không phải là cái chữ học á thì thực sự là hồi xưa nói tên nói tên nhưng mà mình thấy cái tướng thành bây giờ cái tên mà mình học nó là cái gì cái gì đó đồ đạc sự vật con người thì cái 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 tên đó là cái vọng tưởng nó mất đi nhưng mà trong tất cả những cái mà nó sinh ra cái tư tưởng để biết đó Thì cái chữ là cái khó Bởi vì cái chữ đó nó nó từ cái, cái, Cũng như là mình phải dịch ra từ cái mẫu tự Nhưng mà nhìn Nhưng mà có thể là cũng mình Nếu mình ngưng chút thì mình cũng có thể nhìn mà không đọc Mình nhìn mà không, không đọc cái không đọc đó nhưng mà mình thấy trong người mình nó có cái âm ấy cái hình của cái sự đọc tức là cái 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 sự vang vọng một cái gì đó ở trong lòng mình nó có đọc nhưng mà nó không thành cái tay mình cho nên cái cái biết nó tế nhị ví dụ như bây giờ tôi nhìn một cuốn sách đó ví dụ nhìn một cuốn sách nào đó mình nó, nó khó mà đọc nghĩa là cái chữ mình học á ví dụ bây giờ mình việc á mình nhìn cái chữ việc đó mà nó không đọc còn dĩ nhiên là cái 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 ngoại ngữ thì mình mình không có học nhưng mà mình biết nó khác ví dụ như tiếng hy lạp tiếng đức hay là tiếng phạn hay là tiếng ấn thì mình không đọc được ví dụ vậy còn mình biết chút chút thì nó ngầm nó nó dịch nó biết ví dụ tiếng Anh tiếng Pháp hay là tiếng Bali có thể là mình học chút chút thì nó biết ít <laughs> nó nó biết đó là nó phục hồi nó nhớ lại cái ký ức đó chứ không phải là nó biết còn cái những cái kia nó không có ký ức thì nó dễ nó, nó dễ vượt qua lắm. cho nên những cái tinh tế của cái thức tâm của mình đó mình gọi là nó nhiễm hay là nó nó tịnh là bởi vì cái nó kết nối qua cái ký ức của thời gian thời gian của ký ức mà ký ức thì cũng gọi là thời gian đó. nó nhớ lại cho nên ở trong này bữa nói thường một mình thường tán bộ đạt rồi lại qua niết bàn lộ cái đây là cái cái trong cái bản à, chứng độ ca. Điệu xưa thằng nhẹ gió thanh thanh xương cứng thân gầy ai chứ có. Tức là cái này nó nói một cách tức là bóng bẫy và nó diễn tả một cái tính chất thật của cái sự vật nhưng mà nó không tên. Cho nên nó muôn vật không tên ta nào thật. Có cái tên thì thật sự mình mới biết đó là cái gì, đúng sai phải quấy. Còn không có cái tên thì mình chỉ thấy là thấy thôi nhưng mà cái không tên đó nó lại là cái chỗ không phát hiện ở trong tâm còn nếu mà mình cái tâm mình nó thường phát hiện nó thường nhớ lại thì là mình phải kèm nó mình có kèm gì nó cũng cũng biết còn ví dụ như bây giờ một cái tiếng phạn tiếng sân ri thì mình có nhìn mình cũng biết nếu mình không học mình không biết ừ cho nên có những âm thanh đó, nếu mình không biết thì mình nghe nó nó hay lắm nó như gió nhưng mình không hiểu gì đó cũng giống như mấy người họ nói tiếng âm họ tiếng nói tiếng ma tiếng gì đó mình không biết được cho nên cái pháp thân cái cái quá thân nó nó ảnh nó lẫn lộn từ đó nó, nó bắt đầu nó hình thành bởi vì trong cái đời sống này á con người á nó chỉ có một cái ký ức một cái trí não cái trí não đó nó nó lặp lại qua những cái dạng nhớ nó tạo thành một cái sự hiểu biết cũng như mình đọc sách là mình nhớ lại cái từ mình đã học rồi cái từ đó có nghĩa sao nghĩa sau bây giờ mình đọc lần lần mình hiểu hiểu ra đồ vật cũng do cái trí nhớ cái nó là món gì món gì mà cái trí nhớ đó là cái tên nếu mà sách vở thì gọi là cái chữ ai này kia đó nhưng mà tất cả nó đều là cái âm thanh của cái niệm ở bên trong nó đều là cái âm thanh từ 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 cái biết của cái cái tâm tưởng tượng tưởng tượng về âm thanh cho nên mình sâu xa vào đó thì tự nhiên mình lần lần mình có thể giải quyết hết Được từ cái đó đó mình bước phát tâm lên mình đi tìm kiếm về cái sự thật chân lý ví dụ như bây giờ mình nói thì mình biết từ đâu ra cái nói trước khi nói nó là gì lúc đầu mình dò nó cũng hơi khó biết <laughs> nhưng mà sau này thì mình biết không có khó mà mình mình muốn mình biết cái không biết cũng được nữa mình biết cái không biết là trong khi đó mình có một chút ngưng nghĩ mình ngưng của cái bộ nhớ mình ngưng của một cái gì nó rất kín đó lên trong thì mình muốn tìm kiếm cái đó mà mình không biết gì cái đó còn mình biết cái đó thì mình gọi là nhớ lại mình nhớ lại thì mình nhớ cả cái tên, danh từ, rồi thời gian, rồi hình ảnh, rồi này cái lần lần mà mình nhớ lại. Mà nó nhớ lại không phải là nhớ cái bên ngoài, nó nhớ cái bên trong của mình. Cho nên nó gọi là ký ức, gọi là nghiệp, gọi gì nữa? Cũng như người ta siêu hay đọa thì nó cũng do cái bên trong ấy cả. Cho nên cái vấn đề mà tu học Phật pháp là nó bắt đầu nó phải có một cái sự phát minh một cái sự nghĩa là gọi là thiền theo theo cái thời xưa thời mà chưa phát minh người ta có một cái sự hồi tưởng lại chính mình hồi tưởng phải là nhớ lại mà cái tính chất ngưng động để thấy cái gì nó sinh lên cái gì nó tồn tại cái gì bóng biến mất đầu tiên là mình thấy mình đang lên như thế nào ví dụ bây giờ mình nói mình mình là ai thì mình nghe câu hỏi đó nó nó, nó vô lý tự nhiên mình đặt ra thôi mình đặt ra rồi mình nếu mình thêm vọng tưởng thì mình tưởng đủ thứ từ cha mẹ sanh từ đời trước đời sau thời gian không gian hay gì gì mình nhớ chứ đâu đâu phải là cái biết gì đâu nhưng mà đến khi mình có thằng thông ấy, thì tự nhiên mình không phải nhớ lại mà tự nhiên mình biết cái đó là nó là khó hơn 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 cái biết mà, thuộc về ký ức bây giờ. À. Tức là mình không nghĩ hay cả tự năng động nó biết. À. Thành trên con đường mà khám phá, trên con đường mà nó để nó phục hồi cái tâm thể của mình, trên con đường mà để mình biết rõ mình là ai, mình xác định tâm là gì, hoặc là gì hay à, là tất cả mọi việc gì đó thì thực sự điều mình phải qua cái 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 kiểm chứng cái xác định cái cái truy cập của tất cả cái cái tiềm thức của mình mà nó phát hiện lên Cho nó tiềm thức cũng như vô thức cái sự ẩn tàng của cái sự hiểu biết đó. Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu từ cái không tánh. Thì thực sự mình lại xoa so thủng vào bên trong và tự nhiên mình có thể khơi dậy từ từ cho nên bây giờ có bao nhiêu việc bao chuyện á. thì thật sự rồi mình cũng thấy nó trống rỗng bởi vì cái bản chất của mình hậu trước nó cũng trống rỗng nhưng mà cái trống rỗng nó ẩn trong tất cả cái niệm tưởng sanh diệt nghĩa là nghĩa là tâm pháp này cái tất cả hiện tượng về bên ngoài bên trong nó đồng quá còn bây giờ mình giải mã từ từ nó hết rồi xác thì mình biết về xác tâm mình biết về tâm tình tưởng mình cũng biết rằng rằng thành nó 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 cục cứng nó nó không có tự sanh nổi nhưng mà nó không sanh được á là do cái hiểu biết của mình khi biết mình thường nhìn vô bên trong lúc đầu mình chỉ thấy cái cái niệm tưởng cái tâm niệm mình thôi hai à này kia hoặc là mình thấy cái vọng và cuối cùng mình mình thấy cái điểm gọi là giống như cái vô niệm ấy, mình nói đó nhưng mà thật sự cái vô niệm nó, nó ở trong tất cả niệm nó ở trong bất cứ gì nó cũng vô niệm hết cả bởi vì cái nó là có một cái thử, sự sức đánh giá nó là có một cái gì đó để để ngay có âm thanh đó nó cũng không phải chính nó nhưng mà tự mình khơi dậy và nó có một cái lực cũng như nhớ và mình tạo ra nó là cái gì nó cũng từ một cái, cái kinh nghiệm cái nghiệm nghiệm tinh tế nhất thì nó cũng nằm trong cái thói quen gọi là nghiệp cho nên cái từ nghiệp này nó sâu thẳm lắm nó từ nó là hồi phục lại hồi phục lại những cái động và cái tỉnh của thân khẩu ý mình và nó lặp lại nếu nó không biết thì nó nó có cái tính chất nghĩa là mang giả cũng như như bây giờ mình thích cái gì đó thì cái tướng thích đó, mình thích ăn một món đồ hay là mình thích gặp một người mình thích cái gì đó thì cái tướng đó nó hiện ra hiện ra bên trong đó, rồi cái 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 tâm mình nó cứ gửi theo những cái luồng sống đó nó dội nó hối thúc mình nhưng mà nếu mình mình đi vào trong cái tánh biết cái chỗ hiểu biết này đó thì mình nó đương gì cái mình nhìn lại cứ bởi vì cái biết nó nhìn chứ không phải là phân tách nó nhìn lại thì cái kia nó tiêu hết. Bởi vì cái biết này nó từ cái không. Mà nó sinh ra. Mà nó là cái không. Cũng như cái nói của mình vậy. Cũng như cái ý nghĩ của mình. Này. Cho nên mình biết cái này. Thì là mình biết được tất cả những cái. Ví dụ như. Mình biết cái ý nghĩ mình. Tại sao nó sanh. Nó sanh bằng cách nào. <laughs> cái trò này thì nó. Thực sự nó không thể đố được. Bởi vì ai biết thì biết thôi chứ không biết thì không thể nói mò được. Mình biết cái niệm tưởng nó sanh như thế nào. Hoặc là sâu xa nữa nó có sự cấu trúc của của cái hình tư tưởng. Của cái tâm niệm của mình nó như thế nào. Nhưng cái này nó sâu lắm. Nó nó là cái từ cái sự giác ngộ. Chứ còn nó thật sự thiền định cũng khó. Thi, thiền định có thể nó chứng, có thể nó nó có một cái gì đó nó khá hơn nó không nhưng mà nó vẫn không thể hiểu hết được cho nên bởi vì cái thiền là nó ngưng lại ví dụ như sơ thiền thì nó ngưng lại gọi là niệm trú cái niệm nó nó an lành nó ở trong cái cái chỗ ngưng đậm tức là ở nó ở trong cái không gì cả nhưng mà nó chưa không phải là cái quệ trong cái khâm mà nó có huệ nó khóc cái hiểu biết còn cái khâm mà nó không có huệ thì nó là định nhị thiền thì thì nó là uh, tức trú tức là cái sự chuyển động của mình hơi thở bởi vì cái hơi thở mình nó cũng mang cái dấu vết của thời gian cái dấu vết của bộ nhớ nó ảnh hưởng đi cái cái nhớ cái nghĩ mình nghĩ ngợi nhiều thì cơ thể nó dồn dập mà mình không nghĩ gì thì cơ thể nó im lặng nó tự dừng thôi có cái này thì có cái kia có không có cái cái, cái này thì không có kia cho nên tâm sanh thì pháp sanh pháp sanh thì động sanh động sanh thì cái thói quen nghiệp sanh hay gì đó có cái sanh thế này thì nó sanh cái kia còn cái này không sanh thì cái kia nó cũng không sanh cuối cùng tất cả nó nó không phải từ đâu nó không phải có hay không nhưng mà nó tự nó giải tán mất mình không thể tìm thấy nó được được mà thật sự không ai tìm thấy nó được hết cả à. cho nên con người nó cho nên mình bây giờ mình có định nghĩa mình là gì là ai nữa nó cũng trật nó không có thật nó chỉ là cái bộ nhớ thôi chứ nó không có thật cái bộ nhớ là nó bộ nhớ đó nó tạo ra thời gian mà nó cũng tạo ra cái không gian hình tượng nữa bây giờ mình sẽ biết những cái gì mà sanh ra vật chất ban đầu nhưng mà cái này nếu nói ra thì mình từ từ mình phải chứng minh chứ không thôi thì không có thể hiểu được cho nên tâm nó sinh vật mà cũng như là vật tướng nó, nó sanh tình. Được, được tình nó cũng trở lại nó sanh cảm giác, nó sanh tâm. Cho nên tâm tình, nghĩa là cảm xúc này kia, tất cả những cái đó nó, nó lẫn quẩn lẫn nhau. Cho nên cái người mà họ thiền sâu, họ biết cái điều đó. Và họ có thể là họ giác ngộ thì họ biết hết. Họ biết gần đủ. Còn họ mở tâm thì tự nhiên lần lần thấy mở ra Thì trong lúc đó họ không có cái chấp Cho nên có thể cái cuộc sống họ nó rất khó hiểu Ví dụ như bây giờ Một thầy Mà ông đi ngang cái đường cái hay là một cái cái, cái chỗ nào đi chơi Ông buồn ngủ, ông nằm xuống ngủ Ông có nghĩ là chỗ này dơ, chỗ này sạch hay này kia. Có khi ông cũng biết Nhưng mà có khi nó tương đối Người ta có thể nằm dưới đất ngủ nhưng mà cái người bình thường thì không thể nằm ngủ được Cái đất đó mặc dù nó sạch Nhưng mà họ nói đây là đất Không có trải gì nằm nó dơ, nó dính Nhưng mà cái người thiền thì họ không không có cái đó Bởi vì nó nó nằm ở trong cái, cái, cảm giác Nhưng mà cái cảm giác họ nó êm dịu hơn Họ chấp nhận hơn cho nên, cho nên thường thường những vị thầy, thiền, thiền sư đó họ có thể có nhiều khi mình nghĩ họ ở dơ lắm, bởi vì họ không có thấy dơ, chỉ có dơ mà dơ dơ bậy bạ đó, nhưng vì cái loại nhớt hay là cái loại mũ máu hay là cái phân đó thì đó. chứ còn như đất hay là cát hay là này cái nước rồi này kia thì nhưng mà nó từ 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 từ, từ, từ cái cái tính dơ này nó, nó nhẹ 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 nhẹ, nhẹ lên cho nên người ta có kinh nghiệm đó thành tự như người ta đó, nó nó ăn ổn cũng như ví dụ như bây giờ người ta không thấy không thấy cái đó giờ cũng như ví dụ như bây giờ một người đó họ đi tới chỗ đó họ đói bụng rồi có những người họ ăn thừa mâm họ tự nhiên cái người đó ngồi la người đó không phải là cái người tồi không phải là cái người xấu hay không phải là người tầm thường nhưng mà họ không có thấy dơ sạch hay phá gì cả nhưng mà trong ý họ cũng họ cũng biết rõ nó không có hại gì cả. Ví dụ như một người mà họ trong gia đình á, một người người bạn hay là con cái của một cái bà mẹ nó ăn dư gì thì họ ăn họ đâu có gớm. Nhưng mà cái người ví dụ như một đứa nhỏ khóc đó, thì họ à, cái nó họ không ăn mà có người lớn thì họ họ, họ không họ gớm. Hoặc là họ cái bản ngã họ mang thừa. Nhưng mà nếu con họ và người thương gì đó dù uống ly nước rồi thì đưa họ 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 vẫn uống họ không có nói uống thừa đó. cho nên mình biết cái đó là gì tức là cái tâm họ nó có một cái hiểu khác có cái biết khác còn vì thiền sư thì họ tự họ thoát ra cái tính chất của biết và không biết đó mà họ có một cái biết cái biết này nó không có sự phân biệt còn cái biết bình thường nó do sự phân biệt mà nó biết mà sư phân biệt không phải đứng đó, ngồi đó mà phân biệt, không tính phân biệt. Thấy cái là biết liền. Cho nên cái tâm nó tế nhị lắm. Cái, thì cái nghiệp nó cũng vậy nữa. Cái nghiệp nó cũng tinh tế lắm. Cho nên mới nói là cái sự sáng tỏ nó nó đưa đi đến cái bắc sanh. Cái bắc sanh tức là không sanh bởi vì nó là ánh sáng, ánh sáng nó hiểu biết. Nó hiểu biết, cái hiểu biết, cái hiểu biết đó nó cũng giải luôn cả cái lý sự đúng sai phải quấy. Nó biết chỉ là cái biết là cái đó, là cái này. Nhưng mà những cái gì mà nó quá đáng ấy, thì nó nó sẽ vượt qua hoặc nó cũng có một chút lặng lách. Nó nói về cái pháp tánh, nhưng mà còn bình thường trong cái biết nó thấy rõ ràng thì nó không có cái sự sợ hãi bởi vì cái sự sợ hãi nghi ngờ à, cái là nó mê hoặc hay là nó sau đó là nó do từ cái hai hai cái lực đúng và sai à, tịnh và huế à, tội và phước hay là có và không hay là nó chia thành gọi là nhị nguyên đó từ trong cái tính chất nhị nguyên đó mà nó không có ngã về chỗ nào ấy cả nó nạn về chỗ này nhưng mà nó vẫn biết về chỗ này cho nên nó, nó nó, không phải nghi nhưng mà nó 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 không có chọn nhiều cho nên lần lần những cái vị mà họ tu cao thiền nữa họ có thể là họ ví dụ bây giờ họ ở dơ người ta mặc một bộ đồ mà có thể một ngày hay là hai ngày họ phải thay có người một ngày họ thay tới mấy lần nhưng mà có thể một vị thầy đó họ mặc có thể năm bảy bữa nhưng mà thật cái dơ thật họ không có nhiều Họ cũng không có quá mồ hôi Như người thường hoặc họ cũng có dính những cái chất dơ rồi lắm Nhưng mà đất cát hay là cái này cái kia chút đó Nó không có dơ Nên là cái cảm giác đó họ bằng lòng với cái họ Từ cái hiểu biết đó Cho nên nó dung được cái cảm giác Cũng như người anh em bà con hay cha mẹ Người ta thương nhau Người ta chấp nhận cái mà mình gọi là dơ sạch người ta chấp nhận nhiều hơn Thế hơn là cái 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 lạ cái lạ thì nó nó sanh ra cái cái cảm giác nhiều là bởi vì nó khóc còn cái thương thì nó 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 không có khóc nhiều bởi vì cái tình cảm là một cái lực thu hút nó tạo ra cái tính đồng nhất trong cái tình thương trong tình thương nó xóa nó như nước vậy đó còn cái ghét á, là một cái tính chất nó cách ly nó, nó, nó kỳ thị nó ghét cho nên mỗi từ như vậy nó đều khác ghét ganh thương yêu buồn giận mỗi từ đó nó từ cái cảm xúc ở trong lòng mà nó sanh ra cái đó nó ly hay nó hợp và trong đó từ cái tánh và cái tướng nó nó chấp nhận và không chấp nhận cái tướng là sự quen thuộc biết rồi chưa biết còn cái tánh là nó hiểu à, không hiểu nó chấp nhận hay không chấp nhận ừ. còn cái từ thì nó chỉ gón gần xa thôi chứ nó nó nó, 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 nó tạo hình nhưng mà thật sự cái 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 danh từ thì thì nó còn thuộc vào cái cái chất lượng của cái món đồ hay là con người hay gì đó cho nên một người mà thấu hiểu rồi, đạt rồi, họ đi phủng qua cái tính chất của thời gian và không gian. Thời gian là ký ức về tâm lý, tâm trạng hay là kỷ niệm. Còn không gian là cái hiện tượng của tính chất sinh diệt hay là cái sự vật vật về vật lý. Về cái gì mà nó có thể thấy được, còn, còn cái thời gian là nó có thể cảm được. Mà nếu nó thấy thời gian là nó thấy bằng cái, cái dọn bên ngoài Cho nên chúng ta phải thấy rằng Tại sao mà những cái vị thiền sư đó họ sống Có khi họ không giống ai Cho nên Hồi có lúc mà tôi thường hay đi chơi với Bùi Giáng Người ta nói ông điên trọng thì thật sự là một vị thiền sư thiền sư nhưng mà có lẽ là thiền sư nó hơi lạ chút nó không phải ngồi thiền này bởi lẽ ổng là con người nó cũng như nó tự nó đọc sáng nó có một cái sự cái bằng tâm linh tự giác ừ. rồi cái 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 nghiệp cái hành nghiệp của ổng thế nào thì ổng có thấy nó đâu có gì quan trọng đâu ăn uống ngủ nghỉ à, này kia là tất cả ừ. nó, nó mất đi những cái nghi thức những cái tính chất bài đạt rất nhiều. Cho nên cái vấn đề cái, cái cái con đường mà để mà chúng ta để thoát ly ra ra được tự do tự tại là con đường đầu tiên ấy, nó gọi là phá chấp. Nhưng mà phá chấp không phải là phá, nhưng mà hiểu biết sự vật rồi nó không chấp, hiểu biết cái nguyên do cái nội tình của nó cái cái cốt lõi của nó thì bên ngoài nó nó không có chấp không có chấp thì nó không có nghĩ không có nghĩ thì cái từ mà đúng sai phải quấy đó nó lần lần nó nhẹ hơn rồi lần lần cái hành động của nó và cái tâm niệm nó cũng bay bổng nó cũng giải tỏa nó sáng hơn cho nên nó ngược lại ngược lại tất cả cái thời gian không gian tâm thức và hình lượng đó cho nên cái này nó lắng qua cái tính chất kinh nghiệm của cái cái tính chất chứng nghiệm của sự vật cái chứng nghiệm không phải là một người có một người mà đứng đó mà chứng hay ở ngoài mà chứng bởi vì nó là cái đó cho nên nó biết về cái đó và còn lúc là còn mạnh ví dụ một người chưa uống cái nước đáng hay nước ngọt thì mình nói ờ, à, cái nước này giống như cái có đường ngọt hoặc nước này đáng chát hay này kia đó nhưng mà khi nó uống vô nó có cái cái, cái cảm giác đó cảm giác đó và nó nó là, là cùng cái cảm giác đó nó chứng cái cảm giác đó và nó cũng nghiệm nhưng mà cái nghiệm lúc đó sau này thì thì nó thấy cái khóc nó khóc hay là nó đồng với nó thì nó là tôi biết cái đó rồi hoặc là tôi, tôi chưa rõ ràng nữa lắm mà đầu tiên ấy, thì chính trong nó ví dụ như bây giờ cơ thể tôi nó có một cái gì bức xúc chút xíu tôi thấy rồi à, nó khóc rồi. rồi từ từ nó có một cái căng thẳng mà nó, nó bắt đầu nó thấy hơi khô miệng thì từ từ cái ý nghĩ cái ý nghĩ của mình nó sanh ra cái từ là khóc nước cần uống nước ví dụ vậy nhưng mà mình nói thì nó có thời gian lâu chứ còn nếu tôi khóc nước thì tự nhiên tôi biết là phải làm sao rồi mà tôi cũng không nói tôi làm sao nữa tôi cũng không biết cái đó và tôi đừng nước ra tôi uống tôi uống bốn hớp nước nó qua tắm 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 à, có khi thêm một cái nuốt bởi vì một hớp vô đó nó nuốt hai lần chứ nó không có nuốt cái ọt nó nuốt rồi nó còn một cái nó nuốt bốn nuốt thành tám lần đẩy mà nó dư một chút xíu rồi sau này nó còn nó còn vương vắng một cái cái lượng nước nhỏ ở trong 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 miệng mình cho nên một lượt mà mình biết cái động mình biết cái thời gian mình có thể biết cái từ cái con số con số đếm của nó cho tới cái cảm giác của mình từ cái xúc thọ tưởng hành thức của mình một lượt Trong một khớp nước Mình biết được ngũ ấm <laughs> Cho nên cái này nó giống như trò chơi Nhưng mà tôi cũng không nghĩ là tôi biết cái đó không à, biết Nhưng mà bởi vì cái biết của mình nó không có loạn Nó không bị cái này lắm qua cái kia Hay là cái từ này nó sang nó không có nghĩ gì cả Cho nên nó trở thành cái biết Cái biết nó nó dễ nhớ Cho nên tôi uống tôi vô tình thôi Nhưng mà tôi biết tôi uống Cái hớp thứ 8 thì nó vừa rồi thêm một chút xíu nữa, dù tôi mỗi mỗi cái tôi hớp vô thì nó chảy một phần nuốt rồi tôi nuốt một cái nữa tôi uống hết, mỗi mỗi cái tôi nuốt hai lần. À. cho nên cái cái biết và cái cái chỗ mà tánh thật của mình đó nó không nó không có nói trước không có gì cả, mà tất cả mọi cái nó đều nằm trong cái 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 biết của nó, rồi rồi cái nghiệp của mình thì mình đo đếm cái này cái kia đó là nó nói để nó chứng minh để nó, nó tạo thành cái cái biết của biết về cái biết tức là nó giống như một cái ngã một tôi biết và tôi biết cái gì tôi biết chứ người khác không biết đâu người khác không rành đâu này, cái đó nó bắt đầu nó tạo thành một cái ngã thức cái ngã thức mà khi nó đầy đủ trong cái bản thân nó là ngã mạng nó, nó cách đó mà mà cái biết nào mà nó tận thân ở mạng thì nó bị giảm đi. Nó nó bị cũng như cái kho nó 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 nó, nó cợm. Thành nó biết không nhiều. Còn cái biết mà nó nó quên đi mà nó cũng quên nó biết nữa nhưng mà nó không phải mất thì nó với thành nhiều. Cho nên cho nên cái tâm của mình mình học cũng không có giới hạn. Mình học hoài 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 cái cái đầu mình nó vẫn chứa đủ không bao giờ nó chặt hết cả đó là một cái điều lạ cũng như cái tánh biết mình mình có biết bao nhiêu đi nữa nó cũng không có chặt à. trong cái biết đó nó ngầm nó chi một phần một phần gì đó riêng tư của nó nó thành ra cái nhớ ừ. trong cái nhớ nó chi một phần của cái biết nó thành ra cái hiểu <laughs> còn có một cái tổng thể trong tất cả con người đó một lượt nó, nó thấy được tất cả và nó thấy cái cái chưa thấy thì nó là cái ngộ cho nên tất cả những cái trạng thái tâm đó thật sự nó có một cái sự quyền diệu chính nó biết nó nó lạ chứ không phải ai biết nó ấy cả cũng như cái biết nó tự biết cái thấy nó tự thấy cái thấy thô thì nó còn có những cái cái sự lặp lại cái cái gọi là căng trần thức trang là mình cái tầng đó là sinh ra cái thức à. nhưng mà cái tánh biết của mình á, cái nguyên lý của mình thì nó nhanh hơn Đi mức đức mà nó nhanh mà nhanh quá độ vượt qua chính nó thì nó trở thành cái tiên tri thần lực lần lần nó đi lên nó đi lên mà nó đi lên là nó tán nó giải tán những cái tính chất khuôn khổ hình dạng cũng như mình nói mình nói hoài nhưng mà thật sự nó không biết từ đâu mà nói à nếu mà mình biết từ đâu mà nói thì mình không thể nói nhiều được mình nói hồi nãy <laughs> nó cục đi nhưng mà mình không biết từ đâu nói thì nó có thể nói hoài nhưng mà nó nói cũng không có đến nỗi lạc đề nó biết cho nên cái bắt đầu từ cái từ nói âm thanh hay là hình dạng của cái cái âm lượng cái tiếng nói âm dai cái độ rung của, của, cái âm thanh nói à, rồi cái tưởng tượng của âm thanh nói cho nên tất cả một lượt nó sanh ra nó kỳ diệu chỗ đó đó à. nhưng mà nếu nó không có cái biết thì thật sự nó nó không thể không thể ghi nhận và nó không có tiến hóa được. Cho nên con vật nó cũng có cái biết. Nhưng mà cái biết đó nó không có bộ nhớ và không có cái thứ lớp để nó biết cách lặp lại. Nhưng mà nó nó, nó, nó nó có sự phản ứng. Có khi cái nhớ của nó còn dai hơn con người nữa. Ví dụ một con chó hay là một con mèo, một con gì, nó có thể nhớ nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm trong một sự việc nào đó còn con người là bởi vì không phải không giỏi bằng con nó, con mèo, con chó nhưng mà nó nhiều chuyện quá rồi nó lộn xộn còn còn con vật thì nó biết rồi nó im nó nằm ở trong thức tới sự việc ấy thì nó tự nhiên động nó sinh lên cho ừ. nên mỗi cái bộ não nó khác nhau cái này thì tôi chưa có rõ ràng ở trong cái cái chất lượng của cái cái tế bào não nó như thế nào nhưng mà tôi biết là cái tính chất sắp xếp nó khác nhau, nó à. chứ nó không giống nhau, cái kiến thức ký ức nó nó biến đổi theo một cái dạng nào đó, nó hình thành, mà khi tới bắt đầu mình đối chiếu so sánh nhận diện thì thì nó nó mới 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 gọi là biết cho nên cho nên trong đời sống này á thường thường chúng ta nó hay lẫn lộn ha hay mịt mờ trong cái cái mà mình phân biệt ha? là bởi vì mình phân biệt trong cái nhớ của mình về hình lượng về cái chất lượng và vì cái kể cả cái âm thanh lời nói này kia nhưng mà bởi vì do bên trong mình không có ở bên trong mình mình phóng ra cho nên nó quay nó quay là nó quay bên trong bây giờ mình nói nín hay là cái gì đó nó cũng từ bên trong nó sinh ra ngay có cảm giác cũng vậy nó sinh ra cho đến khi nó biết khi nó nó có cảm giác ở bên ngoài rồi thì thì mình mới biết được cái muốn cũng vậy cái biết cũng vậy thật sự nó đầu tiên nó kín đấu lắm nó vi tế lắm cho nên mình phải thích chơi cái trò này thì mình mới có thể thăm dò nó được mình thăm dò nó nó còn khó hơn là thăm giờ do cái hơi thở nữa hơi thở nó sanh ra từ đâu <laughs> nó, cái đó nó, nó cũng khó lắm nhưng mà hơi thở nó mình có thể biết được nhưng mà cái ý nghĩ nó khó hơn ý nghĩ và tại sao cái hình thức hình thành của ý nghĩ đó nó không lộn xộn là sao ừ. mà trước cái ý nghĩ nó là gì để nó sanh ra ý nghĩ trước cái biết là gì để nó sanh ra cái biết trước cái tiếng lời nó là gì để sanh ra tiếng lời tất cả điều đó nó là một cái thật sự nói cho đúng là tất cả nó đều nằm trong cũng như nó gói ghém trong một cái 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 từ thiền gọi là thiền ngộ hay là ngộ thiền nó vượt qua cái định bởi vì trong định nó 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 không có thấy nhiều nó chỉ ngưng kết thôi cho nên con người phát minh có người giác ngộ nó 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 không có định không phải là nó loạn nhưng mà nó nó không bị bị cái định cái định nó nó có một cái xu hướng ngừng lại ép lại điền dừng lại cho nên nó không có mau chấm nó phải cái định đó nó nằm trong cái mà gọi là tệ đó trong tệ nó có định mà trong định có tệ thì cái định tệ này nó mới là nhanh nhàng đó, toàn thân chứ nó không phải là cái nghĩ nhớ không phải là tu ở một cái bộ nào hết cả cho nên tôi tôi nói cái này thật sự là là để cho các phật tử hay là các vị tham khảo và coi thứ nó nó trúng ở chỗ nào và nó sai ở chỗ nào này kia hoặc là mình yên lặng hoặc là mình biết nó có cái loại như vậy vậy chứ nếu nó không có tôi lấy gì tôi nói tôi đâu có nghĩ kịp đâu tự nhiên tôi nói về tôi đâu có phải nghĩ tưởng tượng cái gì đâu cho nên đó là một cái nghệ thuật một nghệ thuật cũng như mình mình phát huy lên cái cái vấn đề cũng giống như là um, ngôn ngữ học hoặc là cái cái dốc tính tính biết cũng như mình nói là tính nghe tính biết cái tính nó khác cái tướng nó khác và cái tính chất cấu trúc để nó hình thành ra cái tướng đó cái tướng tính đó nó cũng khác nữa cho nên trong con người mình nó không thua gì một cái bộ máy một cái bộ máy điện tử hay cả nó, nó tinh tế lắm nó nhanh lắm và nếu mình phát huy đúng mức thì nó cũng có cái lực cái lực để mà ứng dụng hình thành như con người nó có thể mình phóng cái tư tưởng ra đến một người khác và mình cũng có thể tiếp thu được cái tư tưởng của người khác ừ. rồi mình có có thể thấy cái cái tính chất của người ta mà nó sinh ra cái cảm giác rồi mình cũng có thể vì sinh cái cảm giác đó mà mình biết cái người đó đồng cảm giác hay không cảm giác nó có những cái tương hợp như vậy đó nhưng mà như vậy thì cái này là cũng giống như mình nằm trong một cái bộ nghiên cứu về tâm học về cái 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 cái, cái gọi là cái, cái 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 giáo lý của của tuệ giác giác hay là thiền định mình nói cái gì mà trong cái từ nó 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 thoát yếu đó, thì thì cái cái ý thức nói của mình nó đều có cả thiền định hay là trí tuệ hay là tánh biết hay là giác ngộ hay là cái gì đó nó nó cũng có hết cả à, cho nên cái cái từ cái đề tựa bữa nay là thấy cái không sanh diệt thấy không tướng là giải thoát bởi vì thấy nó sẽ sẽ đưa đến giải thoát mà có khi nó giải thoát rồi nó mới thấy cũng có Cho nên một lúc nào chúng ta sẽ phân biệt Cái từ giải thoát nó như thế nào Và giải thoát nó sanh thấy, sanh hiểu, sanh nghe khác Còn cái thấy, nghe, hiểu rồi sanh giải thoát nó khác Cho nên cái giải thoát rồi thấy, nghe Thì nó đi trên một cái, cái chiều hướng khác Cũng như nó, nó, nó đi trong cái tính chất không chiều gọi là mình nói giống như cái chiều thứ tư còn còn thấy nghe hay biết là nó nằm trong ba chiều ừ. Ừ. thôi <laughs> như là giờ tạm thời đủ đủ giờ rồi nam mô a di đà